everyone, here is Lina. Today I will show you how to make your own homemade egg roll skin. So today, bong bon mat phet tung ok nia, khom Lina. Ngay nay nang bang hang pi ro biep thoe som bo egg roll. Nhưng thoe pi mat sau de khluon ai. I will show you how to make it. Khom nang bang hang bong bon tung ok nia pi ro biep thoe vie. We need 1 cup of all purpose flour. Yeung trau ka mat sau all purpose flour 1 cup. Rồi bôi con mà sao mí, mùi khắp. A half cup of corn starch or tapioca starch. Mà sao bột. Corn starch nhé, mà sao bột nhé, cả là khắp. Rồi bôi con mà sao chá cả bạn đấy. Cả là khắp á, dạng đạo với chỗ đấy. And a quarter teaspoon of salt. Hai ọc bấl, mùi phía buôn sạp rìa cà phê. And we mix it well. Hai dân cô về sập á, trường xong ngụt ngụt nắng mà sao hay đang bờ nắng. Cô về cho về sập á. And we need a quarter cup of vegetable oil. Dân trời ca bền chá, rừng mùi có khánh, mùi phía 4 cup. We put it in little by a time and keep stirring it. Dân đã về cho mà đoàn tính á, hay cô về. We stir it, we just put the glove on and try to squeeze it to make the wet crumb. Top is young cold beer, chol knee high, young pet from night to bad beer. I told you, young masao sam summer. After it becomes an even wet crumb like this, we put in a quarter cup of water. Top is we told you, masao young sam sam crop crop chung high. Dừng đặt tất mùi phía 4 cup trốn. Make everything together to form a dough. Dừng nhì với chỗ kia. Ở tàu chia mà sao sao mà đông á. Make the perfect dough. 1 cup of all purple flour and 1/2 cup of cornstarch. 1/4 cup of vegetable oil and 1/4 cup of water. It just form the perfect dough, not too wet and not too dry. Masao mi mui khap, hay masao chá, rưu mui gom masao bột là khap. Khai khlánh mui phía 4 cup, hay nâng tức mui phía 4 cup. Nhưng lì tớ, cứ vì masao mà là mổm, vì ọt sao một bếch, ọt sao một bếch. Just make everything together to form a dough like this. And we cover it and let it rest about 10 minutes. Dân cho bỏ với chỗ kia ở sập chân hái. Vì từ chia mà sao mà đông chân hái. Dân cổ bia tục ai mà sao vì hiện tuần tích á. Tục cổ bia và 2 triệu đọc để tì sân á. After we let the dough rest about 10 minutes. And now the dough should become a little bit soft. Easy to process. Tọp thì dân tục. Mà sao á, tục ơi về tuần và 2 triệu đọc một tí hay. Lấy về tuần là mồm. Về tuần là mồm mà dân ai vô mà cắt về bàn hay dân sửa cần về. We divide it into 16 pieces. Dân cắt về chia đọc vào mũi đống. We push it outside in to form a round shape. Dừng rồi nhà khang cầu cho nông dân mất. Thôi về mùi mùi dân á. We use some cornstarch. Dương pra mà sau bột là nó, pra mà sau hơi là nó. Put it on the board. Liệp nâu lờ tọc trắng. And we
get it from the first roll. It's a little bit soft. Dân vô chập đam bì à tim mùi máu bị hiện tuần á. Dip it on the cornstarch. Dân chỉ lộ vi lơ mà xáo á. And we roll it flat. Hay dân cần vi spike mất á. Use some more cornstarch, put it on the top. Then pour my sour pot tiết nữa nè, đã bị lơ chân máu. And put it on top of each other. Hay dân đã trút kia. And we roll it out, press in the center, and roll back, press in the center, and roll up. Dân sẽ cọt bị cái đảo lắm, hay dân cần bị chọc máu, cần bị lãng. Do the same thing. See how thin it is. Cái bàn sẽ đang lỗ. We roll it into about 1 spoon wide. Giờ cần về ở bàn bảo vệ và hai chị mua sạp rìa bài á. Mà sạp rìa về chẳng mất. Swear. And we put them on the baking tray. Hai dân đặt về tàu thả xâm rạp đọt nóng á. We repeat doing this until we get it all done. Dân thua anh chân to tỏ mà nó. After this, we put it back in the oven. But top in it, young that we dot the canon oven. We put them to bake in the oven 325 degrees Fahrenheit for 5 to 7 minutes. Yeah. If we bake it too long, it's too crispy to wrap the egg roll. About 5 to 7 minutes. It's perfect. It's not too soft and it's not too crispy to make the egg roll wrap. Dân đã việc đặt nơi khăn oven cầm đào 325 degrees F. Hay đặt việc ta được dạp về pram tư bằng phân nhật tí ba nấy. Cứ việc là mồm mà việc ọt tuần tế hay nâng việc ọt xuôi tế.
dương ạ rôm egg roll bán á dương đốt về rạ bê phân nắng After we bake it, it becomes something like this. It's not completely cooked, but it's perfect for the egg roll wrap. It's not too soft. Nếu mà to bị dưng đột việt, dưng ai vô từ mù egg roll bàn ấy. Vì ọt tôn về chế, bà xin chia mà sao cháu, mà dưng cần vì hỏi dưng vô từ chọc egg roll vì tôn về. Tỏ dưng đột việt hai phần nắng. Cứ đôi cho sẽ bỏ egg roll để dân tinh mà bị store chẳng nè. We let it cool down a little bit before we peel them apart. Nhưng tục ở việc tự chạm tích á, muốn nâng dân hai về trình bị khỉa. After it completely cool down, we can peel them apart. See how thin it is. Bắt tỏa bị vì tự chạy là ổ hóa dừng ai bỏ vì mà sẽ tỏa trụt khả ní hóa. We can use it for egg roll right away. Or you can just put them in the Ziploc bag and put it in the freezer. Dừng ai rung thơ egg roll chiên phliêm phliêm bán á. Bắt tỏa bị dừng thơ sẽ bỏ vì hai chấn. Rồi môi có dừng ai thơ vì tục những đạn không thông Ziploc chấn. Hay dân đạo về nông cọ tục á, nông tu tục cọ lành cọ dân đạo về tục về dân trâu cá dân vô về trên mặt trâu và hai chia tục về là mau mà mỏng mùa mà về là lý dân ai pra về bàn cái nhé sẽ đang lỗ. You can use it as a round shape like this or you want to make it square. Just shrimp the size. Dân ai trao về từng mùa lên chấn, rung về từng mùa lên chấn. Còn bạn ấy hãy bây dân chọn bạn về riêng cái rễ, riêng trúng. Dân cắt kiên kiên chân tí chứ. Dân cắt bốn trúng tí tí chân đó. Vì chân riêng cái rễ đôi cho sợ bỏ dân tinh mà bị store chân. You can use them right away for egg roll skin. If you not use them right away, make sure you put them in the Ziploc bag so they won't dry up and store it in the freezer. So bỏ egg roll ni, dân ai prao via phliêm phliêm bán, bà xin chìa dân ở toàn trâu ca tế, dân đạc nực nông thong, đạc nông thong Ziploc á. Còn ai về sngột là về sngột đó về sruy sruy. Nhưng đặt nông thong là chất chó. Hay đặt về nông cọ. Nông tu từ cọ à khang có. Hay bê là dân trời cá. Nhưng ai vô về chân màu. Tục ai ở lý. Và hai chia cả là màu ấy đó. Dân vô mà mua egg roll bà này.